vịt này thiên nga. Làm gì để nói ra, trong mơ mai thấy được mọc cánh bay xong đến năm tay chàng. Mơ tưởng còn ngày qua, người từ từ mến ta. 2, 3, 4 năm sau có làm em mừng tình thương mơ này. Hey, chỉ một mình là tầm nhìn đám mây. Phải làm gì để cần người đó đây? Ngày dặm ngồi cầu văn mây để anh yêu mình ngay. Lời ngọt ngào kèm một vài chữ duyên, một nụ cười thầm mỉ thưa anh thiên. Hết chân tình mong anh sẽ cảm nhận thấy. Ta biết con hay nhắn tin khi người ta đang bận, nhiều lời mang mật nhưng hồi âm cứ hoài phải đợi nghe. Hiện tiếc chi sự kiên nhẫn thời gian ban đầu đã vẫn như con người đang đau từng miếng tóc non như màn đầu. Mê man tình yêu như trong phim Hàn, em lang thang ngỡ như đang điên đàng rồi hoang mang. Liệu ta có thể tin chàng với lâu nay gác vàng trước khi trái tim nát tan. Đừng biến mình trở thành bữa tối sau vài lời mời đi ăn, chỉ đóng giả mình làm con mồi nếu mình là người đi săn. Được cho cảm giác có an toàn mãi đầy cảm xúc lên căng tràn, chỉ cần ngồi mãi ăn ba phàng cũng có thể khiến mắt chẳng phát sáng.